Cả nước có 927 ca nhiễm mới, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8.345 ca, 25 ca thở oxy, không có ca tử vong và ICMO. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.747.397 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.345 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.689.663 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều 1 tháng 7. Thành phố đã ghi nhận 3 người nhiễm biến chủng BA.5, biến chủng phụ của Omicron, có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến chủng trước đó.